với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Ê, xin chào, xin chào. Chào. Cho phần ăn sáng bê, được. Chú Thập Nhất à, cách ăn mặc của chú đúng là tràn trề sức sống đó nha. Vậy hả, con người khi mà gặp may mắn thì mặc gì cũng đẹp mà. Trời ơi, Thập Nhất, đây là tạo hình trong chương trình mới cậu hợp tác với thám trưởng anh hả? Đâu những là một cái. Cả tiếng cười của xì dầu có tới 13 tập. Cô và anh thám trưởng có tới 13 cái tạo hình. Để mắt mà coi đi. Anh Thập Nhất, có vẻ nào thích hợp với tôi không? Tôi mô phỏng Madonna rất là khá đó nghe. Đúng người mập thì còn được. Ôi, đúng là không ngờ em lại được nổi rồi ha. À, chương trình của em không được quan ngân thì chặt đầu anh xuống. Nè nè nè, trước khi mà ông chặt đầu để tôi mua bảo hiểm cho ông đi. Để tránh mày này tôi với con Mỹ không có nơi nương tựa. Thập Nhất khi không được hên như vậy, nhất định là vì có lòng tốt chăm sóc cho thám trưởng anh. Đúng là ở hiền gặp lành đó, yên tâm đi, nhất định sẽ được quan nghênh. Chị Tư à, cảm ơn chị ủng hộ. Cái này hả? Được. Ờ, cô Sa à? Hả? Cô làm gì kỳ vậy? Bún nuôi thịt bò, không phải bún nuôi thịt bò sao? Quá, sao tôi bún nuôi thịt bò này lớn quá vậy? Nhất định là hôm nay cô ba được vui cho nên mới sảng khoái như vậy. Wow, đúng hả? Còn bộ mút hơi đầy á, để đổ bớt đi ha. Đổ bớt thì lãng phí. Thôi được rồi, cho anh lời một chút đó. Cho tôi được lời? Dũng là muốn báo hại tôi. Không phục tôi thân hình đẹp như vậy, muốn khiến tôi mập lên sao? Rồi mặc cái áo này lôi cái bụng ra ngoài. Cô thiệt là ác quá đi. Đừng có gây nữa mà. Ba không muốn ăn, con ăn một nửa cho ba. Gì? Đừng có lãng phí. Cùng lắm vận động nhiều chút thôi. Trời ơi. Ngân. Trời ơi anh lỗ mãn à, chúng tôi đang đóng kịch vui mà anh có hiểu không vậy? Chứ không phải là phim võ hiệp hàng ngày anh đóng đâu. Nhẹ nhàng chút xíu đi, anh hiểu chưa, hiểu chưa? Tưởng tôi muốn hay sao? Ai nấy đều biết tôi sung sức lực lưỡng mà. Gì đây? Anh Ê, anh nói đúng đó. Kịch cười cũng giống như kiếm hiệp vậy, phải ra sức, làm người phải có thực lực chứ. Không sai. Lần này thám trưởng anh không khờ đó, nói đúng là có lý. Anh mới là khờ. Hả? Thẻ đỏ ra ngoài đi. Sao lại vậy? Thẻ đỏ đuổi đó. Tôi bị hai ông chồng tức rồi đây nè. Ờ, đạo diễn à, anh em chơi chút thôi, nhẹ nhàng một chút. Tới chừng đóng thì kết quả cũng được tức cười thôi. Phải. Tôi mặc kệ hai người, hay là quay cái đoạn anh với thám trưởng trước đi hả? Được. Hơi. Rảnh rỗi đi đá banh, làm gì cũng được nhanh. Rảnh rỗi đá banh. Con người. Cũng thấy bảnh. Chảy một đường rảnh. Con người chết thẳng cẳng. Cắt. Câu này nói lại đi. Con người rảnh rỗi đó anh. Con cò gãy cánh. Cái gì mà con cò gãy cánh? Thẳng cánh đó, có biết chưa vậy cha nội? Xin lỗi. Đồ già dịch, đóng bậy giống bạ không à. Phải, nếu kéo kiểu này chúng ta chừng nào mới nghỉ đây? Thì phải. Ê, nhớ rồi. Đá banh gãy cẳng, con cò gãy cánh. Có suông không đạo diễn? Suông cái đầu của ông đó. Có hai câu đối thoại mà lặp lại cả buổi sáng. Có phải ông bị bệnh suy khờ không vậy thám trưởng hả? Thì tôi nói đúng mà, đâu có sai gì đâu. Các người coi đi. Nếu cứ như vậy chắc tôi bị hộc máu chết. Thám trưởng à, câu vừa rồi phải nói là rảnh rỗi đến đá banh, con người cảm thấy bảnh hả? Đúng rồi, thì tôi nói vậy mà, đâu có sai đâu. Thôi bỏ đi, có lẽ là anh không quen thôi. Vài hôm nữa anh sẽ quen đó. Qua bển lấy cơm ăn đi, hả? Anh Thậm Nhất à, anh không sao chứ?
Có chuyện cứ nói đi nghe, để tôi lấy 10 phần công lực xoa bóp cho anh, yên tâm là hết. Không sao đâu. Anh Mãn à, bạn bè với nhau nhắc nhở, anh đừng có trách mà tôi nhiều chuyện ha. Không đâu. Anh đừng có chống chọi với đạo diễn nữa, theo chỉ thị của anh đi. Hả? Lỗ Mãn này ngán cái thằng đó hay sao? Cho anh biết nghe, lúc tôi vô nghề này nó còn mặc quần thủng đai rồi. Wow, anh Mãn à, cái quần của anh bị rách một lỗ rồi kìa. Lấy cơm. Trước đông lấy cơm rồi còn lấy nữa hay sao? Lấy rồi hả? Phải, trước đó ông ăn 2 hộp cơm rồi. Một hộp cơm á là 20 đồng lận đó. Ông còn chưa có trả tiền. Ông ăn 2 hộp tức là 40 đồng rồi. Làm ơn. Chỗ này có 38 đồng mà, còn thiếu 2 đồng nữa. Chút nữa đưa ha. Đừng có quên đó nha. Anh Thập Nhất, cơm anh nè. Từ từ ăn nha. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Tiếp tục đi. Anh thám trưởng, ngồi đi. Hộp cơm của anh đâu rồi? Lấy rồi hả? Tôi ăn rồi. Ăn rồi? Ăn hồi nào? Đúng vậy, anh nói tôi ăn 2 hộp rồi, còn lấy tiền của tôi nữa. Hết 38 đồng, tôi vẫn còn thiếu 2 đồng, có gì lát trả giùm tôi luôn đi. Anh đại địa, thị trường bên kia khá lắm mà, chiếu cố giùm tụi em nghe. Hốt bạc đầy mâm hả? Hèn gì dẫn cả đám đi khắp nơi. Ý anh Thập Nhất. Lâu rồi không gặp. Chà, anh vẫn như xưa ha. Anh đại địa, vậy hồi nào vậy? Không phải anh làm ở công ty khủng long bố ở bên Mỹ hay sao? Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của anh đăng ở trên tạp chí đó nha. Vậy sao? Lần này tôi cố tình về đây á, mục đích là để chọn vai đó. Vậy hả? Công ty khủng long bố định kiếm một diễn viên Trung Quốc ở bên này hay sao hả? Kiếm người nào vậy? Thì bởi vì đây là một tác phẩm lớn mà, trong đó có một vai phải kiếm một người 40 mấy tuổi, yêu cầu là phải có nét chững chạc của người Trung Quốc, nhưng mà lại phải có phong độ bay bướm của người phương Tây. Còn nữa nha, về ngoại hình phải đẹp và lực lưỡng và đủ tư chất mới được. Thiệt hả? Ý, anh Thầm Nhất à, để coi nghe. Với kinh nghiệm của tôi á, hình tượng của anh phù hợp với thị trường ngoại quốc đó. Thật không? Cảm ơn. Ngon quá. Cho nên mới nói, có người may mắn thì việc gì cũng suôn sẻ hết. Nhằm lúc anh đại địa tới Hồng Kông chọn vai, nhằm lúc tôi bắt gặp ảnh, nhằm lúc đó thì ảnh gặp tôi, và nhằm lúc đó thì thiệt là hợp rơ lắm. Nhằm lúc anh dẫn tôi đi gặp giám chế, nhằm lúc khoan đã anh Thập Nhất à, khoan đã. Anh nói nhiều cái nhằm lúc quá, tôi thiệt là không hiểu đó. Nè, cậu Thập Nhất à, có phải cậu có cơ hội tiến thân ở Mỹ rồi phải không? Chính xác. Đúng là thông minh. Vậy là tốt rồi, cậu Thập Nhất thử bấy nhiêu năm, cuối cùng đã có người thưởng thức cậu ấy rồi. Thập Nhất, vậy thì chú quật cờ trở dậy dựng lại hùng phong rồi. Chỉ mong là được như vậy thôi. Chứ là hùng phong không được là làm mất mặt bà con. Được người ta khen thì lập phách, ký hợp đồng rồi hay sao hả? Người ngoại quốc cao như vậy có đủ cao đóng chung với người ta không? Cô nông cạn quá, không thèm tranh cãi với bà. Anh đại địa có nói là sẽ có người phát âm tiêu chuẩn cho tôi, và còn mướn người dạy cho tôi nhảy đầm nữa, thể hình nè, học cung phu nè, để tôi có thể trở thành một minh tinh toàn diện luôn đó. Học nhiều như vậy, công ty điện ảnh đầu tư lớn lắm hả? Đúng rồi, anh đại địa biểu tôi chi trước 300 ngàn. Sau này chính thức mở phim rồi đó thì mới từ từ trừ ở trong thù lao, rồi sau đó tôi từ từ lấy lại. Chưa chi đã phải lấy tiền ra. Lần này tôi nhất định đã hạ quyết tâm rồi. Ở bên kia 2 năm, năm đầu tiên học nghệ thuật, năm thứ 2 đóng phim. Nè, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn được dệt mộng hay sao? Đừng có lãng phí thời gian của mình nữa mà. 300 ngàn chứ không phải là 300 đồng. Có 300 ngàn nhiều vậy sao? Yên tâm, chỉ có 300 ngàn thôi, lớn lao cái gì chứ. Tôi có nhiều bạn bè giúp đỡ. 300 ngàn thôi mà, anh không có nhưng tôi có. Tôi cho anh mượn 300 ngàn nè. Trời ơi, thám trưởng anh thì có 300 ngàn. Anh mang nhiều tiền như vậy ở trong người hả? Không thể nhìn bề ngoài được đâu, tôi giàu có lắm đó. Thường ngày tôi đi ăn cơm hay đi uống nước, tôi đem theo trong người mấy chục ngàn lận. Đây chỉ là con số nhỏ thôi, muốn mượn bao nhiêu cứ nói, tôi đưa cho. Chà, là tiền thiệt á, không phải vàng mã đâu nghe. Anh thám trưởng à, thiệt là cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Trời ơi, chúng ta là anh em với nhau mà. Thám trưởng à,
Buông ra thì cái coi, ra có một phú hào ẩn mình ở lân cận hả? Hay quá, tôi có thể thiết kế ra một hình tượng mới cho chú đó. Sau khi được nhà thiết kế hình tượng và cải trang tôi rồi, thì tôi có phải là một người đã khác hẳn rồi hay không? Anh Thập Nhất, tôi thiệt là thích anh quá nha. Có thể cho tôi xin chữ ký hay không vậy? Không sao. Cảm ơn nha. Sau này sẽ có giá trị lắm đó. Trời, cảm ơn anh Thập Nhất. Anh Thập Nhất à, ngày mai trở thành siêu sao quốc tế thì đừng có bao giờ quên tôi nha. Tôi làm đội trưởng đội người hâm mộ cho anh, nhất định phải nổi đình nổi đám luôn đó nha. Nhất định. Nếu ai nấy đổi hình tượng cũng được nổi tiếng thì cả phố đã là siêu sáo trơn rồi. Wow, cả ba của mình cũng không ủng hộ, tôi mới gặp lần đầu đó. À nè Kỳ à, em giữ hình tượng này tiến quân Hollywood nhất định nổi hơn là anh Phát. Thiệt hả? Phải. Chú bà à, ăn cơm. Chị dâu kêu tôi ăn cơm, tới liền. Nè chị dâu à, wow, cái gì mà thơm quá vậy? À, bông bóng cá hầm với ba ba chú thích ăn nhất. Wow, chị hai à, thiệt là 10 năm cũng không gặp một lần đó. Trời ơi, chú đừng có nói như vậy. Chú là em của ông Xuyên mà, thì cũng như là em ruột của tôi thôi. Lâu nay tôi thiệt tốt với chú mà. Vậy hả? Tin rằng ngoài chị ra chắc là không có ai có cảm giác rồi á. Nè má, má, thật ra chú ba vẫn chưa có thành công mà. Má ra nhiều tiền vốn như vậy, có quyền cơ gì đây? Nếu như mà nó đi Hollywood làm minh tinh thì làm giàu, má đương nhiên mong được dựa hơi. Còn nếu như nó thất bại, nợ cùng mình đó, thì biểu nó đi rửa chén, tới chừng đó mình có thể chiếm luôn căn nhà. Má của con thì lại khéo tính toán quá. Cậu Thập Nhất, nhìn tới nhìn lui như thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì? Nếu thêm một cặp mắt kính mát thì hoàng mỹ luôn. Đeo kính mát lên thì càng nhìn không rõ thôi, sao lại giống minh tinh được chứ? Khang à, con đó phải có lòng tin với ba chứ. Con đường là do chính mình đi qua. Phải đó nè. Dạo trước cô ba đã mua một cặp mắt kính mát đẹp lắm, nam nữ cũng vừa, hay là hỏi cổ mượn đi. Được. Nè nè, miễn đi, cô ba của con như là không quen Cậu Thập Nhất mà, sao lại chịu cho mượn? Đúng đó, mình đều qua đây để coi náo nhiệt, chỉ có mình cổ ở bên đó thiệt là lẻ loi. Phải ăn cơm Tây, mấy đồ ăn thì lại nguội. Tiền Hồng Kông đổi tiền Mỹ lại cao nữa. Có những người còn bị kỳ thị chủng tộc. Được rồi, tôi cắt hết quần áo của anh. Để coi, anh khỏi đi Mỹ, cắt hết luôn. Tôi cắt hết, khỏi đi Mỹ nữa. Ý của ba? Bánh cà na. Bỏ chạy mau vậy ta. Cậu lên rồi hả? Dạ phải, kiếm cái thùng cho ba. Cô cũng biết á, chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi, còn nhiều thứ phải mua dữ lắm đó. Cậu không phản đối ông đi Mỹ hay sao? Sao còn giúp ổng như vậy chứ? Còn phản đối ổng vì ổng lớn tuổi rồi, lộn qua bên đó sẽ không thích nghi. Ổng đã ôm hy vọng lớn tới như vậy, chỉ lo hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao thôi. Đâu có sao, ổng có thể về lại đây mà. Ổng theo nghề điện ảnh cũng đã mười mấy năm rồi, từ diễn viên hạng nhất xuống hạng ba hạng tư. Bộ tưởng dễ chịu lắm hay sao? Cô cũng biết đó, ông thiệt tự ái lắm đó, cứ cảm thấy là mình sẽ được nổi lại. Lần này không cho ông đi thì ông sẽ quán trách con suốt cả đời luôn đó. Nhưng mà cậu nỡ để cho ông đi hay sao? Cho dù con mèo con chó ở lâu cũng có cảm tình mà, huống chi đó là ba của con. Nhưng mà nghĩ trở lại thì nếu lần này con có cơ hội đi Pháp để làm nhà thiết kế thời trang, không cho con đi con sẽ buồn tám kiếp luôn. Thay vì vậy ha, tại sao lại không an bài cho ông đi, để khỏi phải lo âu nữa. Qua tới bên đó không chừng sẽ giữ được tiêu chuẩn thì sao? Thì ra yêu một người là phải để cho họ đi. Cô nói gì đó? Không. Không lẽ cô đã yêu anh Thập Nhất? Không phải, không phải đâu. Cô nói là ổng thích ăn cá mặn đó. Nè nhớ đẹp cho ổng nha. Nhưng mà cá mặn không thể nhập cảnh được đâu. Nếu như mà ổng thích ăn cái gì thì cứ mua cho ổng mang theo ha. Ý, cái túi màu vàng đó là gì vậy? Không. Là túi đựng đồ của Thập Ký. Ây da, bác hai đã kiếm cái túi này từ lâu lắm rồi, để con lấy xuống cho bà.
Chờ chú, chờ chú. Ây da. Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Tôi nhường cho anh. Cô hại tôi. Ba này thiệt là đã biết tiễn đưa rồi mà còn trễ giờ. Đã gọi nó chưa? Gọi rồi, đã chuyển hộp thư thoại, sau đó thì hết pin. Thiệt là không có chừng mực mà. May này ra nước ngoài thì không biết ra sao. Có lẽ là chú ba bận việc quan trọng thôi. Có biết chú ba chừng nào đi không? Hình như tuần sau. Ủa, chú ba tới rồi kìa. Xin lỗi, tới trễ một chút. Ngồi đi, ngồi đi. Thập Nhất à, bên nước Mỹ á, mùa đông thiệt là lạnh lắm. Cả nhà tôi hùng tiền mua áo lông vũ cho cậu. Bên Mỹ cũng có bán áo lông vũ mà. Đâu, coi thử coi ra sao. Cũng không tệ. Lông vũ thì là đẹp ha. Chỉ tiếc là không vừa cho anh thôi. Cô ba chỉ cứng miệng thôi, cũng có ra tiền đó. Cảm ơn, cảm ơn. Chú Thập Nhất, chúc chú qua đó thuận buồm xuôi gió. Sau này đóng những bộ phim rất hay, chúng tôi sẽ mua vé ủng hộ chú. Cảm ơn. Thập Nhất à, chỗ này có đông cô với lại hải sản, cho chú đem qua bến ăn đi. Đừng có nói là chị dâu này không có tình người nha. Cảm ơn chị hai. Ok à, mấy đồ không cần thiết anh hai không có mua ha. Tiền mặt là thực tế nhất ha. Mọi việc tốt lành nha. Nè, cảm ơn anh hai. Ê, tôi thiệt là ngưỡng mộ anh Thập Nhất quá đi. Qua tới bển có thể cô gái Tây biết đâu á, có thể quen biết được một cô làm cô giáo. Không đầy nửa năm mở miệng là nói tiếng Mỹ như gió rồi. Cảm ơn. Nè nè nè, tại sao Thập Nhất chỉ biết nói cảm ơn thôi vậy hả? Con cũng cảm thấy là chú hơi kỳ lạ đó. Các chị, cảm ơn các chị đã tốt với tôi như vậy. Tôi thiệt là không nỡ rời xa. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi ở lại Hồng Kông có sự nghiệp, cho nên tôi quyết định không có đi. Tôi ở lại Hồng Kông. Ê, anh Thập Nhất, lúc đi còn phải giỡn chơi hay sao? Không mắc bẫy anh đâu nghe. Đừng vậy mà Thập Nhất à, chúng tôi hiểu mà. Dù sao phải làm lại từ đầu ở trong lòng à, dĩ nhiên hơi nao núng. Như là phụ nữ trước khi đi lấy chồng á, thì tâm trạng cũng hồi hộp lắm. Đi đi đi, không đi ngày mai sẽ hối hận đó. Sa Sa là thật thà nhất đó, đã mở miệng á, biểu anh đi rồi. Nè anh Thập Nhất à, lần này tất cả một lòng, không thể ở lại đâu. Hôm nay cảnh sát chính thức bắt giữ một thương gia tên là Đinh Đại Địa. Nghi ngờ hắn có liên quan đến nhiều vụ lừa gạt. Theo tin tức cho biết, mấy tháng nay Đinh Đại Địa diễn cớ đưa các diễn viên đi Hollywood, lừa gạt rất nhiều tiền của những diễn viên điện ảnh. Bây giờ cảnh sát tạm thời bắt giữ anh ta. Hả? Tại sao lại như vậy hả? Thập Nhất à, cậu đã sớm biết chuyện này rồi hả? Sáng nay thì cảnh sát điện thoại cho tôi, biểu tôi tới sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Còn nói với tôi là ngoài tôi ra đã có rất nhiều người bị lừa gạt. Vậy là 300.000 đưa cho hắn hết rồi. Ôi trời đất ơi, thôi chết rồi, chết rồi. Cái thằng Đại Địa đó thì ra bị công ty điện ảnh bên Mỹ sa thải lâu rồi. Nó dám mượn danh nghĩa công ty lừa gạt khắp nơi hết. Cũng may á là chúng ta phát hiện ra kịp thời thôi. Nếu không tôi cũng bị nó gạt rồi. Cảnh sát đã điều tra chuyện này, 300.000 đó sẽ trả lại cho anh mà thôi. 300.000 đó tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh. Tôi nghĩ từ từ mới có thể trả hết cho anh. Xin lỗi nha. Đừng có để vụ đó trong lòng làm cái gì. Tôi có thiếu gì tiền chứ. Hãy làm về đi. Tôi làm một bộ phim cho anh đóng vai chính luôn ha. Hả? Wow, làm phim hả? Tốn tới mấy triệu đồng lận đó. Có mấy triệu đâu có đáng bao nhiêu. Tôi có tới mấy chục triệu lận đó biết không hả? Tôi nói cho anh biết nha, tôi có một tòa nhà trên đỉnh núi đó, ở bãi nước cạn thì có 3 căn lận. Còn bên Đại Đàm thì có một cái villa, bên Thạch Áo thì có một cái khách sạn, còn có công ty điện lực, cục thủy vụ. Ai đi ngang qua đều phải trả tiền cho tôi hết. Anh thiệt giàu có vậy sao? Cô không tin chứ gì. Đây đây đây, giấy tờ nhà đều nằm ở đây hết nè. Thiệt hả? Coi. Thì ra là giấy tờ nhà đồ chơi. Trời ơi. Ba, thì ra ba ở đây hả? Con đi kiếm ba mấy ngày rồi, sao ba không bắt điện thoại? Ba không mở điện thoại vì sợ người ta bắt cóc ba đâu con. Nè, đừng có nói chuyện
Hồi sáng con đi ngân hàng thấy tiền trong tài khoản của mình bị lấy đi hết. Bà lấy 300 ngàn đó đi đâu rồi? Bà giúp cho bạn thân ba có được không? Hả? 300 ngàn đó là tiền phẫu thuật của con dâu của ba đó. Bà lấy đi rồi, cụ phải làm sao đấy? Tiền đó là tiền phẫu thuật hả? Anh thám trưởng. Phải rồi, vợ của tôi cần số tiền đó để trị bệnh. Chú Thập Nhất à, nếu chú thiệt lấy số tiền đó thì làm ơn trả lại giùm tôi đi. Nếu không thì vợ của tôi sẽ mất mạng đó. Tên đại địa này đúng là quá đáng mà, dám đi gạt tiền của mười mấy người diễn viên. Hơn nữa tiền hắn gạt được á, bị thua sạch trong một đêm ở Ma Cao. Vậy tiền anh Thập Nhất thiếu anh thám trưởng thì sao đây hả? Hiếm quá nha, em cũng bận tâm tới cậu ta hả? À phải, gần đây ít khi nghe chú Xuyên họ nhắc tới. Nhưng lạ là cậu Thập Nhất á, cứ như là không có chuyện gì, cứ tập tạ sốt sắng. Tập tạ? Gần đây con thấy mỗi lần chú đi về đều đổ mồ hôi, nhất định là tập thể thao rồi. Ê, vô đây đi, có trò coi đó nghe. Mau lên. Chuyện gì? Mau lên coi kìa. Trời ơi, cậu ấy điên rồi hả? Không phải là bị điên, đúng là cơ bắp có vấn đề rồi. Không đâu, bắp thịt của anh chắc lắm, xách lên núi có thể ăn ba bữa. Ủa sao mọi người đều ở đây hết vậy? Qua đây. Coi kìa. Quá, wow, thì ra là thiệt. Thiệt cái gì? Nghe người ta đồn chú Thập Nhất chịu đóng phim cấp 3 đô. Hả? Lăng công tơ, mỗi một khi trao giao hoi xong phun hề, nhân yêu kim thong cho sinh cho yêu phát tiền xong kê, kê ta pin mà yêu phong lòng phiêu phát thiên hề, mọc cho đi, yêu trao đi, trao khó hưởng sầu phúc hề. Nhân sinh